Vâng, xin chào bạn. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một chiếc xe. Không, nhiều chiếc xe thì đúng hơn. Mà chính xác hơn là chúng ta hãy cùng với Hùng đi tìm hiểu quá trình hình thành ra một chiếc xe. Và hiện tại thì Hùng đang có mặt tại nhà máy của Piaggio Vespa Việt Nam. Và ngay bây giờ thì Hùng lại đang có mặt ở một công đoạn rất quan trọng trong quá trình chế tạo ra một cái xe. Vâng thưa bạn, đấy là quá trình hàn. Đối với những chiếc xe Piaggio, đặc biệt là dòng xe Vespa, thì là thân xe nó là bằng thép. Chính vì vậy công nghệ hàn, Piaggio đã dùng cái công nghệ hàn điểm. Và phía sau Lê Hùng đây, như các bạn đã thấy này, đây là cái công đoạn đầu tiên để bắt đầu hàn và hình thành lên một chiếc xe. Và chút nữa thì sẽ mời các bạn đi cùng Hùng để xem kết thúc là một cái thân xe như thế nào. Và thưa bạn, tại sao lại dùng công nghệ hàn điểm? Thì bởi vì nó mang lại những cái lợi thế, một là rất là nhanh và cái độ chính xác cao, và cái độ ngấu của mối hàn nó cũng rất là tốt. Cái điều đó là rất là quan trọng khi mà cái xe của chúng ta đi liên tục, di chuyển liên tục qua rất nhiều điều kiện khác nhau thì nó an toàn hơn, nó ổn định hơn, thì đấy là tác dụng của nó. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Bởi vì là các cái mối hàn này nó thường sinh ra các tia lửa điện đó, cho nên là mình cũng sẽ không tiến lại gần qua cái vạch hành lang an toàn này. Đấy, các bạn có thể thấy không, những thao tác cực nhanh. Nếu như hàn bằng hồ quang thì khói bụi và rất là khó chịu, là ảnh hưởng đến mắt này vân vân. Nhưng mà hàn điểm này đó, phải nói là siêu nhanh luôn. Công nghệ hàn này thì không khác gì cái công nghệ hàn điểm trên xe ô tô đâu. Vâng, và đây là hai phần lườn của xe nha các bạn. Tôi gọi là lườn xe, tôi có thể sờ vào không? Rất là dày, nó rất là dày luôn. Thậm chí là tôi có cảm nhận nó còn dày hơn cả cái thân xe, cái vỏ xe của xe ô tô. Và như các bạn đã thấy này, anh kỹ thuật vừa mới cầm vào và ngay lập tức gá lên đồ gá và bây giờ hàn. Anh ơi, dí này thì nhanh hơn đúng không anh? Chính xác hơn ha. Đấy, và các bạn có thể tiến sát lại đây để xem những cái mối hàn nó được ăn như thế nào. Đấy, vâng. Còn mặc dù không phải là robot nhưng mà anh ấy rất dẻo. Đấy, tay cực dẻo luôn. Và những cái hàn, mối hàn liên tiếp được dí rất nhanh. Và sau khi mà được hàn với nhau thì cái bộ lườn của xe này sẽ được đưa lên cái hệ thống vận chuyển tiếp sang cái công đoạn sau. Khi mà hình thành thì cái vỏ xe này nó đẹp đến cỡ nào. Và tôi thì tôi đang có ý định rằng là mình sẽ mua một con xe Vespa như thế này và không sơn, để nguyên vỏ như này cho đẹp. Chỉ là xử lý cái bề mặt cho nó không bị oxy hóa nữa. Đó, có thể như thế này lại là một điều rất là đặc biệt và đẹp. Mình là mình nhìn là mình yêu rồi đấy. Đấy thưa các bạn đấy. Đấy, một cái bộ thân kìa. Đấy, phần sau nhìn đuôi cong như con ong. Và thưa các bạn, sau khi hàn xong thì đây các bạn có thể thấy một cái thân xe rất là đẹp đúng không ạ? Và đây là cái công đoạn mà xử lý các cái vết xước. Và chúng ta sẽ dùng cái máy như thế này mài và nó sẽ bay các vết xước đi trước khi chuyển qua cái bộ phận vận chuyển để đưa tiếp sang cái công đoạn xưởng sơn. Nhưng mà trước khi qua cái xưởng sơn ấy, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái công đoạn kiểm tra, những cái phòng kiểm tra mẫu. Thông thường thì ở những phần đầu ca thì họ sẽ lấy những cái phần thân xe bằng mẫu và đưa vào đây kiểm tra xem nếu mà ổn thì dây chuyền mới chạy tiếp. Và đây chính là cái bộ kiểm tra đây ạ. Đó, các bạn có thể thấy này, đây là kiểm tra với kích thước 3D so với cái kích thước kỹ thuật kia. Bởi vì cái công đoạn này rất quan trọng, bởi vì sau cái công đoạn này thì cái thân xe nó sẽ còn tiếp tục lắp ghép với rất nhiều chi tiết như các bạn có thể thấy đây. Vì vậy cái độ chính xác của nó phải rất là tuyệt đối đây nha. Và thưa các bạn, vừa rồi thì Hùng vừa lăn ba vi bộ rất là nhanh sang cái xưởng sơn, thì như các bạn có thể thấy đây. Đó, cái phần thân xe đấy, theo từ cái dây chuyền từ xưởng hàn qua bên này. Và đây là xưởng sơn, thì trước khi sơn thì tất cả cái thân xe này đều được làm sạch. Vâng, làm sạch qua tới mấy công đoạn cơ. Và đặc biệt là có một cái công đoạn là phốt phát hóa để bảo vệ cái thân xe. Vâng, chống oxy hóa. Thì ngay bây giờ thì chúng ta hãy lên để xem thành phẩm nhá. Thưa các bạn, cũng hiếm khi mà mình vào được một cái nhà máy mà được quay thoải mái như này. Và bây giờ mời các bạn xem. Để xem thật nhanh, nhưng không lại phải đi mất.
Thì qua cái ô kính này các bạn cũng có thể thấy rằng đấy, sau khi cái thân xe này, cái bề mặt của thân xe được phốt phát hóa thì nhìn nó đã khác rồi đúng không? Và sau khi nhúng qua cái bề mạ âm cực này thì bề mặt của thân xe lại khác tiếp. Và cái tác dụng lớn nhất là nó bảo vệ không bị oxy hóa, chống rỉ sét. Và cái công nghệ này thì nó tương đương với công nghệ ô tô. Đối với cái thân xe này nó có tuổi thọ lên tới 50 hoặc 100 năm đấy các bạn, tùy theo điều kiện nhé. Vâng, rất là bền. Vâng, thưa bạn, rất hiếm khi mình được di chuyển cùng cái dây chuyền như thế này. Và sau khi thân xe được mạ xong thì các bạn có thể thấy đây, đang đưa lên một cái dây chuyền và chuyển sang công đoạn. Đây sẽ là tạo màu cho chiếc xe nha các bạn. Và những công nghệ tạo màu, công nghệ sơn này nó có 5 công đoạn. Bây giờ chúng ta hãy xem công đoạn đầu tiên là gì. Công đoạn đầu tiên, công đoạn sanding. Vâng, đây chính là làm sạch bề mặt nha các bạn. Đó, còn vết xước gì thì đánh hết ở đây đi. Đấy, để chuẩn bị vào công đoạn làm đẹp. Thực ra cái nghề sơn nó lắm công phu lắm thưa các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy anh công nhân kìa. Đấy, các bạn có thể thấy các anh công nhân đang đánh, đang trà đấy. Đó, thì mọi thứ, bất cứ một việc gì chúng ta đều phải chuẩn bị. Và tôi gọi đó là công đoạn chuẩn bị. Rồi. Thật đáng tiếc là mình muốn xin vào để mài rũa nhưng mà cũng chưa được. Bây giờ mình sang công đoạn thứ hai trong cái công đoạn sơn này. Vâng, từ kỹ thuật đây gọi là tack stretch. Nhưng mà thực chất thì mình mô tả đấy là dùng một tấm vải để có thể thấm, để có thể làm sạch cái bề mặt. Phải rất kỹ. Vâng, sau khi được làm sạch, sạch xanh rồi nhá, sạch hết rồi thì các bạn có thể thấy đây là đang công đoạn là công đoạn sơn lót thưa các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy này, cái thân xe kia đang ở cái lớp mạ và chuyển sang đây đã được sơn lót màu trắng rồi. Và tiếp theo sẽ là đến công đoạn sơn màu cơ bản. Rồi, bây giờ thì bạn sẽ thích màu gì ạ? Bạn thích màu đỏ, màu vàng thì chính là công đoạn này ạ. Đấy, màu này là sơn màu nha các bạn. Và cuối cùng, đây, các bạn sẽ di chuyển rất nhanh qua đây ạ. Và đây chính là công đoạn cuối cùng trong cái công đoạn sơn. Đây chính là sơn bóng. Tất cả sau khi chúng ta đã sơn rồi, sơn lớp lót rồi, sơn lớp màu cơ bản rồi thì phải làm bóng lên cho nó đẹp. Bóng bẩy thì đi đâu mới đáng yêu được. Ok. Và cuối cùng, không thể thiếu được trong bất kỳ giai đoạn sản xuất nào, chế tạo nào, đấy chính là công đoạn kiểm tra thưa các bạn. Kể cả mông má lại chính mình thì đều phải kiểm tra hết. Đó, thì đây chính là công đoạn kiểm tra. Các bạn có thể thấy các chị nữ công nhân đấy đang kiểm tra những nước sơn rất là đẹp trên một cái thân xe là bằng thép. Đó. Giờ thì tôi tự kiểm tra xem nhá, kiểm tra xem còn sạn, còn vấn đề gì không để chúng ta còn sửa. Thực ra phải có nghề một chút, nhìn thế này mình dễ tính thì thế là đẹp rồi. Và sau đó thì lại tiếp tục trên dây chuyền chuyển qua công đoạn lắp ráp vào một chiếc xe hoàn chỉnh. Và các bạn có thể thấy đây, thân xe toàn bằng thép thôi. Trời ơi, đẹp. Bây giờ thì Hùng đang ở cái trung tâm lắp ráp động cơ. Vâng, gọi là nhà máy thì đúng hơn. Nhà máy lắp ráp động cơ của Piaggio và Vespa. Và ngay bên trái Hùng đây chính là những cái kho linh kiện. Động cơ của Piaggio thì nó có khoảng hơn 400 chi tiết, thì trong đấy phải nhập tới khoảng 200 chi tiết về để lắp ráp vào. Ví dụ như cũng có rất nhiều chi tiết tới từ các nhà cung cấp từ Nhật Bản như là trục cam chẳng hạn. Và tất cả các cái chi tiết này sau khi nhập về đều được kiểm tra, và kiểm tra tỷ lệ từ 1 đến 5%. Và ngay phía bên phải Hùng đây chính là trung tâm gia công phần vỏ máy. Đó, các bạn có thể thấy này, những cái máy này đều là cái máy của Nhật nha các bạn. Và người Nhật thì rất nổi tiếng với những cái máy công nghiệp nặng và cơ khí chính xác. Thì các cái vỏ của động cơ trên những chiếc xe Piaggio và Vespa đều được làm ở đây. Thì sau khi gia công xong thì tất cả được chuyển qua dây công đoạn là lắp ráp động cơ các bạn. Và đây ạ, đây chính là cái thân máy dài trên cái động cơ của Piaggio. Thì các bạn có thể thấy, các bạn có thể thấy đây ạ. Đấy, những cái phôi này đã được đúc này, khuôn thì của Piaggio cung cấp. Sau đấy là các nhà máy đúc ở bên ngoài và đối tác của Piaggio sẽ đúc lên cái khuôn như thế này, một cái thân dài như thế này. Và đây các bạn có thể thấy đây. Đấy, cái máy này nhãn hiệu Makino. Và máy gia công cơ khí chính xác.
Thì cái thân máy dài dạng phôi kia, dạng thô kia sẽ được đưa vào đây. Và đây là đang nằm trong quá trình gia công tự động hoàn toàn. Sau khi gia công thì các bạn có thể thấy đây, các bạn có thể thấy các bề mặt này. Bề mặt đã được nhẵn bóng với độ chính xác rất cao thưa các bạn. Đây là thân máy dài. Còn ở đây có 11 cái trung tâm gia công, bao gồm là 5 trung tâm gia công thân máy dài, còn 6 trung tâm còn lại là gia công các thân máy ngắn và các bộ nối giữa hai cái thân máy với nhau. Và sau khi gia công xong sẽ chuyển sang công đoạn lắp ráp các bạn. Cũng rất hay phải không ạ? Gia công cơ khí cũng nhiều điều thật là thú vị. Và các cái máy đây là của hãng Makino, một hãng cũng rất nổi tiếng trong cái việc gia công cơ khí chính xác. Bây giờ thì mình đang đứng tại một cái máy, nó sẽ kiểm tra các độ chính xác của các cái lỗ gia công. Thì đây các bạn có thể thấy đây. Và đây là các cái đầu đo. Thì mình có thể đọc các cái thông số trên này, chắc là phải cần kỹ sư thôi. Và kích thước là bao nhiêu này, đường kính phi bao nhiêu này, rồi là chất lượng gút để dung sai này, vân vân. Thì chúng ta có thể check chéo ở đây. Và mình sẽ đi sâu hơn về cái trung tâm gia công nha các bạn. Thực ra trung tâm gia công nó là tổ hợp của các cái máy CNC, các cái máy cắt tự động. Thì ở đây có, tôi cũng không biết đếm được bao nhiêu cái mũi khoan, mũi phay, mũi rũa, rồi mũi cắt nữa, rất rất nhiều. Thì toàn bộ cái trung tâm gia công này nó sẽ được lập trình tự động và nó sẽ tự động gia công trên cái thân máy dài như các bạn đã thấy đó. Và đây, vâng, đây chính là một cái máy gia công cho cái thân máy ngắn. Có lẽ vậy cho nên là cái số lượng mũi khoan, mũi cắt, mũi dao trên này nó ít hơn thật. Đấy, các bạn có thể thấy đây là nơi gia công thân máy ngắn. Đang làm gì đấy anh? Đang đo anh? Đang kiểm tra lại đúng không? Mình là kiểm tra cái độ chính xác, đây là mình kiểm tra bằng máy chứ đúng không anh? Vâng. Mình kiểm tra bằng máy đấy. À đây đã ghép thành cái thân máy dài với thân máy ngắn với nhau rồi. Rồi sau khi mà tham quan trung tâm gia công thì bây giờ tôi đang đứng ngay tại nơi mà khai sinh ra chiếc động cơ và xin mời các bạn lại đây ạ. Đây. Đây chính là số hiệu và tên khai sinh của động cơ. Sau khi được nhận tất cả các thông tin ở đây thì động cơ sẽ được đóng dấu ngay bên này ạ. À, các bạn máy đóng dấu và máy này nó sẽ sinh ra các cái mã vạch thưa các bạn và nó lưu vào con chip ở bên này. Từ đây thì toàn bộ các động cơ của bạn như lực siết rồi là lực ép các cái vòng bi rồi vân vân tất cả nó đều được lưu trữ lại để phục vụ các cái công tác kiểm tra cũng như là theo dõi toàn bộ trong cái quá trình lắp ráp. Tên khai sinh của động cơ đã xong rồi thì các bạn có thể thấy ở nhà máy lắp ráp động cơ của Piaggio sẽ chia thành 3 cái line. Line đầu tiên sẽ là ghép phần thân máy dài và thân máy ngắn, cũng như lắp một số cái chi tiết như là trục khuỷu. Còn line bên trái này, line thứ hai là lắp các chi tiết như là đầu bò rồi vòng bi vân vân. Và line cuối cùng sẽ là lắp thêm cái hộp số CVT, chính là cái hệ thống truyền động đấy ạ. Và bây giờ thì mời các bạn tiếp tục khám phá một cái nhà máy khá là thú vị phải không ạ? Với rất nhiều máy móc cũng hiện đại, tối tân. Và trong cái nhà máy động cơ này thì Hùng đang đứng ở đây và cảm nhận được cái nhiệt độ nó rất là mát. Thực sự là yêu cầu trong một cái khuôn viên nhà máy động cơ như thế này phải rất là sạch và tránh những cái bụi bẩn để hỏng những cái cảm biến, nó có thể gây ra ảnh hưởng tới những cái cảm biến. Đấy là những cái điều rất là quan trọng. Đó. Và những anh công nhân lành nghề đấy vẫn đang làm việc. Đấy, các bạn có thể quan sát. Cũng không quá nhiều người. Bên cái nhà máy động cơ này thì thực sự là không quá nhiều người. Các bạn không thể bê nổi. Nhìn những cái chi tiết thì rất là nhẹ, nhưng mà khi lắp ráp thành một cái bộ máy hoàn chỉnh bao gồm phần động cơ và phần hộp số và phần dẫn động CVT ấy, thì rất là nặng thưa các bạn. Và đây chính là một cái động cơ sau khi đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Và cũng xin thưa với các bạn rằng là các cái dòng xe Piaggio, Vespa không phải khen đâu, nhưng có một sự thực là như thế này. Tất cả các dòng xe của Piaggio hay Vespa đều có một cái thiết kế chung, điều đó là rất là đẹp. Và ngày nay thì các cái dòng xe của Piaggio Vespa đều sử dụng các cái động cơ như là động cơ của iGet. Thực ra cái động cơ này được chính Piaggio nghiên cứu dành cho thị trường châu Á Thái Bình Dương. Những cái điều kiện hoạt động khó khăn đã được phát triển. Và nếu như các bạn đã từng theo dõi những chương trình Hùng đã làm trước đây như chạy 24 giờ rồi thử thách tiết kiệm nhiên liệu với cả Medley thì và vân vân, thì các bạn có thể thấy là những cái động cơ bây giờ nó cũng khá là tốt. Và sau khi đã thành thành phẩm rồi thì tất cả những cái động cơ này sẽ được chuyển sang nhà máy lắp ráp
để lắp ráp cho thị trường Việt Nam hoặc được đóng gói để xuất sang Ý. Và theo Hùng được biết thì phản hồi của thị trường Ý cũng khá là tốt khi mà những cái động cơ này nó hoạt động rất là êm và mượt mà. Đó chính là những cái nhờ cái việc cải tiến phù hợp với những cái thị trường có cái điều kiện hoạt động khá là ngặt nghèo như là Việt Nam hay những cái nước châu Á Thái Bình Dương. Vâng, thưa các bạn, với mỗi cái động cơ sau khi được lắp ráp hoàn chỉnh thì luôn luôn phải có khâu kiểm tra, và đây là một cái công đoạn kiểm tra. Vâng, với xác suất là 1%. Anh cho em hỏi nhờ cái là mình đang kiểm tra cái động cơ này theo cái chu trình bao nhiêu thời gian đấy anh? Là con này hiện tại nó đang là chạy là có 30 phút. Chạy 30 phút. Nhưng mà em thấy trên bảng này nó có rất nhiều cái chu trình thời gian này, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đến có những cái lên 9 giờ đấy. Bình thường nhất thì nếu mà chạy test phần trăm của truyền ấy, thì là mỗi một con chỉ có chạy 30 phút thôi. Vâng. Tùy những cái trường hợp mà đặc biệt thì mình sẽ chạy những cái thời gian nó khác nhau. Vâng. Và những cái con mà chạy lâu nhất thì sẽ là lên đến 600 tiếng. Vâng. Thì trên những cái này nó hiển thị những cái chỉ số như là vòng tua đúng không ạ? Vâng. Vòng tua rồi là chỉ số công suất này. Công suất rồi moment xoắn đúng không ạ? Moment xoắn của nó. Vâng. Nếu như phát hiện lỗi thì nó sẽ báo ở đâu ạ? Tất cả những cái mục đây khi mà báo thì ở đây nó sẽ phần tự cảnh báo. Và ở đây nó sẽ có những cái phần mà nó sẽ tự cảnh báo lỗi ở trên cái thứ cho mình. Và nó sẽ báo màu đỏ. Và sau đấy chúng ta sẽ xử lý như thế nào ạ? Sau khi mà báo lỗi thì mình sẽ kiểm tra xem ở trong kia là đang bị lỗi gì. Và mình sẽ khắc phục. Ví dụ như là lỗi của động cơ thì là mình sẽ chuyển lại về cho bên sửa chữa. Người ta sẽ kiểm tra chi tiết hơn. Mình chỉ báo là con động cơ này đang bị lỗi. Và người ta sẽ kiểm tra chi tiết hơn về con động cơ này. Và cảm ơn anh. Thưa các bạn, cái buồng thử này một năm là thử hai lần rất đặc biệt, mỗi lần thử là 600 giờ liên tục với một động cơ nha các bạn. Và thưa các bạn, đây một cái thân xe màu đỏ rất là đẹp đã được đặt trên dây chuyền lắp ráp body rồi. Đấy. Và cái dây chuyền này nó sẽ song song với cái việc là lắp ráp những cái chi tiết thêm vào động cơ. Đây, nó sẽ đi song song như thế này ạ. Đấy. Thì cái động cơ nó được chờ sẵn ở kia và đưa vào đây sẽ lắp thêm bánh, lắp thêm dây phanh, bầu lọc gió rồi vân vân. Và ngay bên này, đó các bạn thấy không, dây chuyền body này, nó tiếp tục chạy ra đây. Các hệ thống điện sẽ được lắp vào xe, tay lái, ghi đông, đó. Và nó sẽ dần dần hình thành ra một chiếc xe hoàn chỉnh. Vâng, và nó chạy song song đến khi nào ạ? Vâng, thưa các bạn, đây, phần động cơ sau khi được lắp ráp xong sẽ được chuyển qua bộ bên chờ như thế này. Trước khi lắp ráp vào thân xe. Sau đấy quá trình sẽ tiếp tục đến cho khi chiếc xe hoàn chỉnh ngay phía bên dưới này ạ. Thực ra về nguyên lý bố trí như thế này thì Hùng cũng đi tham quan khá nhiều cái nhà máy động cơ trên thế giới rồi, như Nhật có rồi, về Toyota, Lexus, Honda, Nissan rồi vân vân. Thì về nguyên lý thì nó cũng như nhau, tuy nhiên là họ có thể dùng thêm những cái hệ thống như robot rồi những cái hệ thống vận chuyển tự động vân vân. Và các bạn có thể tiến sát hơn vào trong này để xem quá trình hình thành của một chiếc xe. Đấy, ôi đều tắp tắp này. Toàn xe đẹp luôn ạ. Các bạn thấy không? Đấy, từ dưới kia này, đang còn chơ cái tay lái là lên đây đã đẹp, đắp chi tiết vào đẹp luôn. Và anh cho hỏi nhờ cái ở đây đã được bơm xăng chưa? Ở đây có cái xăng ở đây đã được bơm vào đây chưa? À rồi à, cái công đoạn này mình đang kiểm tra cái gì đấy? À kiểm tra đèn nữa đúng không? Đó, và các bạn có thể thấy không? Chỉ mất chưa đầy 2 phút thôi, chúng ta sẽ có một sản phẩm hoàn thiện ở ngay bên kia. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy tiếp tục sang đấy nhá. Đấy, các bạn có thể thấy này, đó, chiếc xe đã được tháo khỏi bộ gá và chuyển ra kia để kiểm tra trước khi xuất xưởng, nếu không có lỗi xuất xưởng thôi. Và thôi, bây giờ tôi lấy một chiếc xe Vespa LX rất là đẹp và đi về. Rồi, xe này là tôi vừa mới lấy ở nhà máy lắp ráp xong rồi nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ chạy thử luôn, là một tester chuyên nghiệp luôn của Piaggio như thế nào. Đây, bây giờ thì đang trong một cái đường thử. Và đây là mẫu đây là mẫu Vespa GTS 150. Vâng, động cơ iGet rất êm. Hôm trước thì mình vừa chạy thử mẫu GTS 300 động cơ Quasar. Nhưng phải nói động cơ iGet êm thực sự luôn.
Mình đã chạy thử khá nhiều rồi. Vâng, đường thử ở trong khuôn viên của nhà máy rất là đẹp. Vâng, chiều nay thì nắng, mặt trời, cỏ rồi vân vân, thật là tuyệt vời trong những cái khoảnh khắc như thế này. Và phải nói rằng là những cái dòng xe của Piaggio ngày nay đã được tối ưu từ động cơ, từ các cái chi tiết phù hợp với điều kiện Việt Nam và khu vực châu Á Thái Bình Dương rất nhiều. Và thưa các bạn, cái mẫu GTS này nó sẽ khác mẫu GTS 300. Chính là cái điểm mà tôi đã chia sẻ trong clip trước đây, chính là lò sưởi đã được bỏ qua. Vâng, hệ thống làm mát đã được đặt ở dưới yên. Như vậy bạn sẽ không bị nóng do cái việc tản nhiệt ở đây nó ra, đi mát mẻ êm không, đúng không ạ? Rồi, phải nói là một ngày trải nghiệm những cái dây chuyền sản xuất cũng như trải nghiệm nhanh về những cái sản phẩm của Piaggio phải nói là tuyệt vời. Còn các bạn hãy sử dụng những cái sản phẩm mới của Piaggio này trong một thời gian dài và hãy chia sẻ với chúng tôi về những cảm nhận, về những đánh giá sau những thời gian sử dụng bằng cách comment bên dưới clip nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.